Hôm nay mình giới thiệu tới quý anh chị hai gốc mai cái gì, hai gốc mai cổ à. Một gốc có cái dáng bay, còn cây còn lại dáng nó siêu siêu chứ không bay. Giờ mình vô cây bay trước đi quý vị, nhìn tổng thể cây trước đi. Hồi nhỏ tôi lớn mới thấy cây này, cây mà nằm ngang ngang này nhóc. Nó có dáng bài đẹp nè quý vị. Bài một đoạn khoảng 6-7 tấc ngang ngóc lên. Anh Trung sao vô đo được cái quạnh anh Trung? Cái này to ăn sao phải chút chút không tích động. Nó xé qua đây hả? Qua đây không? Đo ngay cái cổ đế nó gì, thân cổ đế là 63 hoành đó vậy. Đo sát xuống cổ đế là nó được 69 đó vậy. 69 cm. 1m3 dạ. Nó bay cao được 1m3 đó quý vị. Rồi để mình vô mình coi cái bộ đế nữa. Nó cái thân nó gì. Nó thân nó hình nó vậy đó. Cây này bộ đế dữ lắm, lại lắp nữa cái gì. Mình bị lắp hết. Đây qua đây. Má hai cái giòi giống con. Hồi đó đi đồ quá, tôi thấy vậy, chủ nhà bán đồ quá, tôi về mượn tiền đi liền. Mượn tiền mua liền à? Ừ, trời đồ má hồi đó vừa mới thấy cây này á. Hồi từ trước giờ nên nay 45 rồi mới thấy cây nằm vậy. Đó nằm nghe nghe nhóc đó. Cây này cái dáng đẹp mà. Ờ, cái này nó kêu rồi. Bộ đế mấy này nè quý vị. Đó, thân nó quái lắm. Cái này tại người ta trồng âm hơi thấp. Đúng rồi, cái này cánh. Đó, cái thân nó đâu quý vị. Không bay lịch nè. Rồi giờ mình qua quay cây số 2 đi quý vị. Cây số 2 này nó hơi siêu siêu nhưng mà nó làm cái tàn thông rồi quý vị. Trung lại chưa thấy à? Chèn vô đo cái đế này anh Trung. Đo hoành nó nghe. Cây này là chi cành làm đẹp hết rồi quý vị. Đây là để chơi luôn đó. Rồi trên đây là hoành nó 47 đó quý vị. Ở dưới nó là Trung, dưới nó là đau rồi dùm cũ. Đó cũ nó lên được luôn. Cái cũ nó là cái gì, là 65 á. Anh thân nó nè. Giờ mình gần gũi kìa không. Nói chung đo chiều cao được như vậy. Chiều cao của nó là 1m3 đó quý vị. Bông là bông zin 8 cánh nè. Cái này cái zin 8 cánh. Thấy bông à? Thấy nè, nụ nhóc nè, nụ chùm luôn nè. Đây. Nụ chùm. Alo. Bây giờ cặp này là cậu bán giá nhiêu cậu? 70 hả? Rồi vậy là cặp này chủ cây báo giá là 70 á quý anh chị. Ừ, quý anh chị nào có nhu cầu giao lưu cặp mai này thì liên hệ chủ qua kiểm Phước Vinh quý anh chị. Rồi mình sẽ giới thiệu, mình sẽ dẫn tới vườn để quý vị xem cây cho nó kỹ. Rồi, số điện thoại là 0939505412 quý vị.
Rồi mình xin tạm dừng clip này. Hẹn gặp quý anh chị ở clip kế tiếp ạ. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe ạ.